Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Phát hiện bất ngờ về tác dụng của thịt đỏ, sữa với bệnh ung thư hai loại thực phẩm gây hại cho cơ thể nếu ăn nhiều nhưng lại chứa hợp chất có khả năng chống ung thư. Các nhà khoa học tại Đại học Chicago, Mỹ phát hiện một hợp chất trong thịt đỏ, sữa có thể giúp tế bào miễn dịch của cơ thể chống lại các khối u. Hợp chất này được gọi là axit transvaccinic, TVA, dường như kích hoạt các tế bào T trong cơ thể, giúp hệ miễn dịch tấn công vi khuẩn, bảo vệ bạn khỏi bệnh tật. TVA được tìm thấy trong thịt của động vật có vú như bò, cừu cũng như các sản phẩm từ sữa như phô mai, bơ và sữa chua. Được công bố ngày 24 tháng 11 trên tạp chí Nature, nghiên cứu ghi nhận những bệnh nhân ung thư có nồng độ TVA trong máu cao hơn có phản ứng tốt hơn với liệu pháp miễn dịch. Khám phá đó gợi ý cho các nhà khoa học rằng TVA có thể là một chất bổ sung hữu ích trong quá trình điều trị ung thư. Jing Chen, nhà nghiên cứu ung thư tại Trung tâm Ung thư Mỹ, Đại học Chicago, cho biết một chất dinh dưỡng đơn lẻ như TVA nhắm vào loại tế bào miễn dịch mục tiêu với phản ứng sinh lý toàn cơ thể. Tôi, tôi thấy điều đó thực sự đáng kinh ngạc. Nhóm tác giả bắt đầu với cơ sở dữ liệu gồm khoảng 700 chất chuyển hóa có nguồn gốc từ thực phẩm. Sau đó, họ sàng lọc và chọn ra được 6 hợp chất tiềm năng. Họ xem xét khả năng chống ung thư của 6 chất trên trong tế bào người và chuột. TVA hoạt động tốt nhất trong việc chống lại sự phát triển của khối u. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện chuột có chế độ ăn giàu TVA giảm đáng kể sự phát triển ung thư hắc tố và ung thư ruột kết, đồng thời tăng cường khả năng tấn công các khối u. Họ cũng phân tích mẫu máu của bệnh nhân ung thư hạch đang điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Những trường hợp có nồng độ TVA trong máu cao hơn sẽ phản ứng tốt hơn với việc điều trị. Cuối cùng, Nghiên cứu tiết lộ rằng TVA đã tăng cường khả năng tiêu diệt tế bào ung thư bạch cầu của một loại thuốc trị liệu miễn dịch. Nhà khoa học Chen cho biết, có nhiều nghiên cứu đang cố gắng giải mã mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe con người. Rất khó để hiểu được các cơ chế cơ bản vì con người ăn rất nhiều loại thực phẩm. Nhưng nếu tập trung vào các chất dinh dưỡng và chất chuyển hóa, chúng ta bắt đầu thấy chúng ảnh hưởng như thế nào đến sinh lý và bệnh lý. Dù vậy, nhóm tác giả vẫn khuyến cáo không nên ăn quá nhiều thịt đỏ và sữa ngày càng có nhiều bằng chứng về tác động bất lợi đối với sức khỏe khi tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và sữa. Vì vậy, nghiên cứu này không phải là cái cớ để ăn nhiều bánh mì kẻ phô mai và pizza, tác giả Chen nói. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm một hợp chất tương tự ở thực vật có khả năng chống lại khối u. Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.